Bạn đã nắm vững 6 nguyên lý luật hấp dẫn chưa? Nguyên lý thứ nhất, bạn trở thành và thu hút những gì bạn suy nghĩ đến. Suy nghĩ của bạn có sức mạnh nhiều hơn những gì bạn có thể nhận biết. Nếu bạn tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ thu hút những điều tiêu cực vào cuộc sống của bạn. Nếu bạn tập trung vào những điều tích cực, những điều hạnh phúc, vũ trụ sẽ gửi những điều hạnh phúc đến theo cách của bạn. Nguyên lý thứ hai, người ta nghĩ về những điều họ không muốn và thu hút vào càng nhiều hơn những điều như vậy. Bạn sẽ không thu hút được những điều bạn muốn, thay vào đó bạn sẽ thu hút càng nhiều hơn sự thiếu thốn. Ví dụ, nếu như bạn không muốn sự thiếu thốn thì hãy ngừng suy nghĩ về những gì thiếu thốn trong cuộc sống của bạn. Nguyên lý thứ ba, những gì bạn tập trung với suy nghĩ và cảm xúc của bạn là những gì bạn thu hút vào sự trải nghiệm của bạn. Cách tốt nhất để thu hút những điều mà bạn thật sự mong muốn là bắt đầu thay đổi những suy nghĩ và xúc cảm của bạn để mang lại những điều đó. Bạn hành động và cảm nhận như là bạn đã có những điều mình muốn ngay lúc này rồi. Đó chính là cách mà bạn bắt đầu thu hút chúng. Nguyên lý thứ tư, luật hấp dẫn thể hiện cho chính bạn một cách đơn giản những gì sẽ phát ra cảm xúc tích cực của việc có những gì bạn muốn có trong lúc này. Những gì bạn cảm nhận đóng vai trò quan trọng nhất đối với những gì bạn muốn thu hút. Vì vậy, nếu như xúc cảm là hạnh phúc, vui mừng, biết ơn, chiếm phần lớn trong cuộc sống của bạn, thì những điều tích cực sẽ đến với bạn. Một trong những cách tốt nhất để tạo cảm xúc tích cực là tưởng tượng bạn đã sống cuộc sống trong mơ của bạn rồi. Thật sự có cảm xúc sống cuộc sống đó, càng lúc bạn sẽ càng cảm nhận những cảm xúc tích cực đó ngay lúc này và bạn càng thu hút nhanh chóng những điều bạn ước muốn. Hay nói theo cách khác là bạn đã tin và cảm nhận đã thấy nó rồi. Nguyên lý thứ 5, cảm giác hạnh phúc sẽ hấp dẫn nhiều tình huống hạnh phúc hơn. Càng nhiều hạnh phúc, bạn càng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và biết ơn thì bạn sẽ càng thu hút những điều tích cực và tuyệt vời. Nguyên lý thứ 6, những gì chúng ta suy nghĩ và biết ơn là những gì chúng ta sẽ mang theo. Khi bạn tập trung vào biết ơn, bạn sẽ ngạc nhiên là mình đã có quá nhiều điều để bạn có thể nói cảm ơn. Hãy làm điều này và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách ấn tượng. Hy vọng là bạn đang bắt đầu nhìn thấu những lời khuyên khôn ngoan và đầy sức mạnh này từ những lời trích nổi tiếng của luật hấp dẫn. Hãy viết chúng ra, ghi nhớ chúng và ôn lại những lời trích này nhiều lần trong ngày. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cảm xúc để thu hút những điều mà bạn thật sự mong muốn.